Chương 1.1 Xương dòng GTNV 1 xương dòng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Iuerin, bất tử, tóc. Tím Tím hồng tím tình Nữ vương của bóng đêm, có nguồn sức mạnh khủng khiếp, trên đầu có hai cặp sừng, như hình, lạnh như băng, ra tay rất tàn nhẫn, ác độc, không biết nương tay là gì. Sở hữu nhiều loại vũ khí mạnh, có sáu nguyên tố. Lửa, nước, gió, cây cối, ánh sáng và bóng đêm. Vũ khí thường là tay không, có nhiều khả năng siêu nhiên. Vật nuôi là con rồng đen. Hasa Iu, 12000 t tóc. Bạch kim mắt. Đuỷn tình. Cánh tay đắc lực trung thành của Rin. Phép thuật thiên về ảo ảnh, điều khiển lý trí, có cuốn sách cấm ma thuật, trượng ma thuật, dưới một người mà trên vạn người. Phép thuật tím sấm sét, Vật nuôi mãng xà đen khổng lồ. Ca gì rét, 5.000 t, tóc. Đoạt. Hổ phách tình. Thuộc nguyên tố lửa, sức mạnh tay không, kiêu ngạo, khinh thường lũ loài người vô dụng. Vũ khí ngọn giáo huyết đỏ. Siêu năng lực nhiều. Cai quản lửa, dung nham, đội trưởng cai quản phía nam thần thú chu tước Yuki Blue, 5.000 t tóc. Xanh dương mắt. Xanh đục nguyệt tình. Thuộc nguyên tố nước, điều khiển băng, tuyết, sức mạnh cây trượng, lạnh lùng ngầm, ít nói, cai quản vùng bắc cực băng tuyết. Siêu nặng lực nhiều. Đội trưởng cai quản phía bắc. Thần thú huyền vũ. Kigi Green, 5.000 t tóc. Xanh lụng mắt. Xanh lát tính tình. Thuộc nguyên tố cây cối, thông thạo về các loại độc tố, trung thành, hiền diệu chỉ là vẻ bề ngoài. Vũ khí là cây cung, siêu năng lực thì nhiều. Cai quản các rừng cây, đội trưởng cai quản phía đông. Thần thú thanh long. Cây ai lao, 5.000 t tóc. Hạt dẻ. Vàng tính tình. Thân hình như trẻ 12 tuổi, nhưng ra tay tàn độc và tàn nhẫn. Thuộc yếu tố gió, bão cát, vũ khí là cây quạt, siêu năng lực nhiều, cai quản sa mạc, hoang mạc nơi ít nước. Đội trưởng cai quản phía Tây. Dễ thương, hay cười nhưng khi vô chiến là biến thành ác quỷ. Thần thú Bạch Long. Đác si, bất tử, tóc. Đen huyền. Xanh chuốt tình. Thần chết của bóng đêm, thường lấy mạng chỉ bằng cái phất tay, vũ khí sử dụng là lưỡi hái thần chết, yêu rin, thuộc nguyên tố bóng đêm, sức mạnh điều khiển dây xích, thời không, dây chuyền không gian cai quản dưới âm phủ, địa ngục. Vật nuôi chó ba đầu oai ten si, bất tử, tóc. Bạch kim mắt. Bạch kim tinh tình. Cai quản thiên giới, thuộc nguyên tố ánh sáng, vũ khí trượng ánh sáng. Kẻ thù của Đắc Si, thầm thương riêng. Siêu năng lực vô hiệu hóa sức mạnh kẻ thù, dây chuyền ánh sáng, vật nuôi khổng tước bạch kim. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.